Các bạn nghe câu này có thấy quen không? Việt Nam nhiều thạc sĩ tiến sĩ bậc nhất thế giới mà không sản xuất nổi một con ốc vít. Đúng là không sản xuất ốc vít, thế nhưng thực tế thì Việt Nam đang tạo ra rất nhiều sản phẩm công nghệ cao cho thế giới. 60% điện thoại của Samsung được bán ra trên thế giới được sản xuất tại Việt Nam. Khoảng 20% iPad và Apple Watch cũng đã được tạo ra bởi công nhân Việt Nam. Và chính gã khổng lồ công nghệ Apple, kẻ tạo ra những đột phá bước ngoặt cho thế giới gần 20 năm qua, đang cố gắng dịch chuyển công nghệ sang đất nước láng giềng của Trung Quốc. Vậy thực hư vụ chuyển đổi có thể gây chấn động này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video sau đây nha. Nói đến những sản phẩm của Apple, đặc biệt là các thế hệ iPhone làm mê hoặc cả thế giới, thì không thể bỏ qua cái tên Trung Quốc. Thực tế trước đại dịch Covid-19 khởi nguồn từ Vũ Hán, thì Trung Quốc luôn là nơi sản xuất 80% các sản phẩm công nghệ của quả táo cắn dở. Trên tất cả các sản phẩm của hãng này đều có dòng chữ Designer by Apple in California, Assembled in China. Hẳn chúng ta đã hiểu Trung Quốc quan trọng như thế nào rồi chứ? Và chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe đến cái tên Foxconn. Đây là đối tác gia công sản phẩm lớn nhất thế giới cho Apple. Thực tế thì Foxconn là tập đoàn của Đài Loan, thế nhưng nó lại đặt nhà máy chính ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trịnh Châu đã tạo ra một thành phố riêng chỉ để phục vụ mỗi Apple. Hàng năm có khoảng 160 triệu chiếc iPhone xuất xưởng tại đây, chiếm 80% số lượng iPhone sản xuất trên thế giới. Vậy tại sao Trung Quốc lại trở thành nhà sản xuất chính như vậy? Vì sao Apple gần đây đang tìm cách di rời dần các trung tâm sản xuất ra khỏi quốc gia này? Chúng ta hãy cùng đến với ý thứ nhất. Đầu tiên phải hiểu rằng Apple không tự tay tạo ra các sản phẩm của riêng mình. Họ chỉ tạo ra ý tưởng, thiết kế nó. Sau đó họ sẽ thuê hàng chục đối tác khác trên thế giới để sản xuất theo ý tưởng của mình tạo ra. Và đối tác lớn nhất chính là Foxconn của Đài Loan. Foxconn có rất nhiều nhà máy ở khắp thế giới như là tại Việt Nam, Ấn Độ, Mexico, Cộng hòa Séc. Thế nhưng chi nhánh tại Trung Quốc lại được Apple thích hơn cả. Bởi nguyên nhân thứ nhất là do chính phủ Trung Quốc khá dễ dãi. Họ không quy định khắt khe người chủ phải trả lương cho nhân viên bao nhiêu là đủ và không quy định số giờ làm việc tối đa của mỗi công nhân nhà máy. Khi đó Apple và Foxconn có thể tăng cường bóc lột người lao động để tăng nguồn lợi cho mình. Vì thế mà người công nhân Trung Quốc khi sản xuất iPhone luôn trong tình trạng áp lực mà đồng lương không xứng đáng. Vấn đề là họ không dám bỏ việc bởi Foxconn cung cấp khá nhiều phúc lợi, chỗ ăn ở giá rẻ, cả nơi giữ trẻ và học hành cho con cái. Tất cả là một chu trình khép kín cũng như là sợi dây trói vô hình buộc chặt công nhân lại. Công nhân là những người có trình độ không cao, nếu bỏ ra ngoài, nhiều khi không thể kiếm được việc làm, nên là mặc dù biết bị bóc lột, thế nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, đã có nhiều vụ việc công nhân tại Trung Quốc tự tử hàng năm vì không chịu nổi áp lực. Nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu đã phải trang những lưới nhằm ngăn cản thương vong do công nhân nhảy lầu. Vụ việc này từng bị báo chí và dư luận chỉ trích dữ dội, ảnh hưởng đến cả uy tín của tập đoàn Apple. Vì thế mà tập đoàn này đã bắt đầu có ý định chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc. Giọt nước tràn ly đến năm 2020, khi đại dịch Covid-19 lan rộng từ Vũ Hán ra toàn thế giới. Bất kỳ nước nào cũng có những thời kỳ phải phong tỏa nghiêm ngặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên chẳng nơi nào có thể nghiêm ngặt bằng Trung Quốc, nơi bắt nguồn của con virus quái ác này. Chính phủ nước này trung thành với chính sách Zero Covid một cách nghiêm ngặt. Chỉ cần một trường hợp xét nghiệm dương tính thì cả một thành phố hàng triệu người sẽ phải phong tỏa, xét nghiệm liên tục. Cho đến khi sau 2 tuần tất cả đều xét nghiệm âm tính mới được nới lỏng ra. Trịnh Châu cũng nằm trong hoàn cảnh đó, nhà máy sản xuất này buộc phải đóng cửa trong thời gian dài. Bước sang đầu năm 2022, khi hầu như các nước dần mở cửa sau thời gian phong tỏa nghiêm ngặt, thì Trung Quốc vẫn kiên định với chính sách Zero Covid của mình. Vẫn lockdown, vẫn xét nghiệm liên tục. Từng đợt 5 ngày, 7 ngày phong tỏa khiến cư dân Trịnh Châu và trong số đó có công nhân của nhà máy Foxconn cảm thấy mệt mỏi. Trong khi nhu cầu về iPhone trên thế giới thì vẫn ổn định, mặc cho dịch bệnh, thì Apple thông báo rằng số lượng điện thoại sản xuất tại Trung Quốc không đạt yêu cầu. Biểu tình thậm chí đã bùng phát ở nhà máy Foxconn, phản đối chính sách Zero Covid quá cực đoan, khiến công nhân mất việc, nhà máy sản xuất điều đứng. Một nguyên nhân thứ hai khiến cho Apple cân nhắc dịch chuyển khỏi Trung Quốc là cuộc chiến thương mại giữa nước này và Hoa Kỳ. Từ năm 2018, Trung Quốc đã vươn lên trở thành đối trọng, đe dọa vị trí thống trị của nước Mỹ. Vì thế, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lúc đó đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại và nó đã được duy trì cho đến tận hiện nay dưới chính quyền mới của Joe Biden. Apple là một tập đoàn có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, cũng bị kẹt vào vòng xoáy này. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu có các biện pháp khắt khe hơn với các doanh nghiệp từ Mỹ. Họ ít tạo điều kiện hơn, đòi hỏi Apple phải ưu tiên quyền lợi cho người lao động như là tăng lương, giảm giờ làm và nhiều hiến pháp khác. Apple cũng biết rằng chẳng sớm thì muộn thì họ cũng sẽ phải rời khỏi Trung Quốc. Mặc dù Foxconn là một đối tác lâu đời và rất uy tín, thế nhưng họ vẫn phải tìm đường trốn chạy. Và phương án dĩ nhiên là tìm điểm đến tại các nhà máy Foxconn ở ngoài Trung Quốc đại lục. Vừa giữ được tiêu chuẩn công nghệ, vừa tránh xa được Trung Quốc. Và cái tên Việt Nam đã được gọi tên. Foxconn đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, tức là cách đây gần 20 năm. Với các nhà xưởng ở Bắc Ninh, Bắc Giang,
và nơi đây cũng đã sản xuất khoảng 1/5 sản phẩm quả táo trên toàn cầu, chủ yếu là máy tính bảng, đồng hồ thông minh. Doanh thu của Foxconn tại Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 3 tỷ đô la trong năm 2019 lên 6 tỷ đô la trong năm 2022. Trong tháng 3 năm 2021, hãng này đã tăng thêm 700 triệu đô la đầu tư vào nước ta. Foxconn từng bước thực hiện kế hoạch phân bổ sản xuất iPad và MacBook sang Việt Nam. Foxconn Industries Internet, công ty con của Foxconn, sẽ độc quyền cung ứng máy chủ sản xuất tại Việt Nam cho Apple để đào tạo và thử nghiệm các dịch vụ AI. Foxconn là nhà cung ứng máy chủ dùng trong trung tâm dữ liệu lớn nhất của Apple, chiếm khoảng 43% thị trường máy chủ toàn cầu. Không chỉ có Foxconn, các đối tác khác sản xuất linh kiện cho Apple cũng đang tăng cường đầu tư tại nước ta. Theo thống kê, hiện có 25 nhà cung ứng cho quả táo đang đặt nhà máy tại nhiều tỉnh tại Việt Nam. Đây là các nhà thầu lắp ráp iPhone, iPad, đồng hồ, tai nghe và những linh kiện khác. Chẳng hạn như công ty Compa Electronics, đơn vị sản xuất iPad và Apple Watch đã đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc tỉnh Thái Bình. Họ chuyên thực hiện dự án chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị truyền thông, sản phẩm điện dân dụng, linh kiện điện tử. Trước đó, Compo đã sản xuất các sản phẩm Apple tại nhà máy ở Vĩnh Phúc. Luxshare là một đối tác khác chuyên lắp ráp tai nghe cho hãng công nghệ ở Mỹ. Họ là tập đoàn Trung Quốc thế nhưng cũng là đối tác lâu năm của Apple. Từ đầu những năm 2020 cho đến nay, họ đã tuyển hàng nghìn công nhân tại Việt Nam để làm việc. Rất nhiều sản phẩm phụ kiện của Apple giờ đã được dán mác Made in Việt Nam. Một động thái khác cho thấy Apple đang chú ý đến Việt Nam, đó là vào tháng 5 năm 2023, hãng này đã chính thức mở cửa Apple Store online. Điều đó có nghĩa rằng là kể từ bây giờ, khách hàng Việt Nam có thể mua sắm online mọi sản phẩm của Apple từ iPhone, iMac, iPad, Mac, Apple Watch đến phụ kiện của nhà sản xuất chính hãng mà không cần phải thông qua một đại lý khác hoặc phải mua sách tay tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất tiện. Đại diện hệ thống bán lẻ di động tại Việt Nam, một đơn vị đại lý ủy quyền của Apple, cho biết hiện tại sản phẩm điện thoại iPhone 15 được giao chính thức tại Việt Nam vẫn chậm một tuần so với nhiều thị trường khác. Tuy nhiên, với việc chuyển dần các nhà cung ứng sang Việt Nam của tập đoàn này, nhiều người tiêu dùng có thể kỳ vọng trong thời gian tới, các sản phẩm chính như là iPhone sẽ được giao hàng cho người dùng Việt Nam cùng thời gian với các nước. Việc chuyển dịch dần khỏi Trung Quốc là nước đi chiến lược của Apple. Giá nhân công nước này ngày một tăng cao. Cuộc chiến thương mại giữa Trung và Mỹ chưa có hồi kết, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Apple cần một đại bản doanh mới nhằm đa dạng hóa, tránh phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Đất nước tỷ dân vẫn là thị trường tiêu thụ thiết bị công nghệ lớn, thế nhưng các thiết bị ấy sẽ được sản xuất ngoài biên giới của họ. Sau nhiều thông tin, việc Apple chọn đại bản doanh sản xuất tại Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Chính trị ổn định, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhân công giá rẻ, chất lượng tốt là nhiều điều kiện thuận lợi. Không chỉ có Apple mà nhiều hãng công nghệ lớn khác như là Samsung, LG đang tăng cường vốn đầu tư vào nước ta. Sự có mặt của các tập đoàn đó sẽ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam lớn mạnh. Không phải là người Việt Nam không làm được ốc vít, mà quan trọng là trước đây không có đầu ra đủ lớn để đầu tư. Khi mà có càng nhiều cơ sở sản xuất tại Việt Nam để cung cấp sản phẩm ra thị trường toàn cầu, thì thị trường đủ lớn sẽ thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư sản xuất. Nền kinh tế sản xuất mới phát triển bền vững, có lẽ thời đại của phân lô bán nền, đầu cơ bất động sản rồi sẽ trôi qua. Chúng ta cần tạo ra sản phẩm để có thể tạo giá trị, thu về ngoại tệ. Trong tương lai, từ chỗ trở thành người làm thuê, gia công, các doanh nghiệp và là người lao động Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển, các tập đoàn lớn hiện đại. Các bạn nghĩ như thế nào về khả năng Apple chuyển đại bản doanh về Việt Nam? Hãy comment cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.